trái tim phản nghịch. Tác giả Nguyễn Nhật Thương. Tập 6. Mọi thứ diễn ra vô cùng suôn sẻ theo kế hoạch, cho đến khi Trần Gia Linh ở ngay cửa hội trường thì thầm to nhỏ cái gì đó với một nhân viên phục vụ. Chỉ thấy người nhân viên gật đầu rồi được dúi vào tay một ít tiền mà rời đi. Một lúc sau, người nhân viên đó quay trở lại với một ly rượu đặt trên khay, đi đến bàn của Nhật Minh rất bình thản, đổi ly rượu đã hết của anh đem đi, để lại ly rượu đỏ sậm. Mà Chu Nhật Minh hoàn toàn không để tâm đến những gì xảy ra xung quanh, bởi trung tâm của anh đã đặt hết vào vị trí bàn tiệc của gia đình nhà tài phiệt kia. An Chi ở bên cạnh ba tiếp chuyện với Dương Chí Công, dường như suốt từ đầu buổi tiệc không hề rời khỏi vị trí đó. Nghiễm nhiên ba anh bàn chuyện công thì cô và Tuấn Vũ chỉ ngồi nói chuyện phím. Nhật Minh nhìn tình hình này cũng biết ý định của ba mình. Ông đang muốn kết thân với nhà tài phiệt Mỹ để mở rộng thị trường của Thiên Mỹ Hương ra quốc tế. Thật ra cũng không có gì lạ, có điều nếu như đó là Ái Phương thì anh chỉ cần con bé thích là được. Nhưng nếu là cô thì anh không hề muốn, bất kể là cô có thích hay không. Nhưng tới cuối cùng thì anh vẫn không có quyền hạn gì để ngăn cấm An Chi lựa chọn hạnh phúc của mình. Chu Nhật Minh thật sự cảm thấy mình điên rồi. Tam sinh quan của anh có vấn đề rất nặng. Dù anh đã vô vàn lần tự nói đạo lý với chính mình, nhưng đây là lần đầu tiên, có lẽ cũng là duy nhất, anh sống không có đạo lý. Nhật Minh có chút bực bội cầm ly rượu lên uống cạn, sau đó đứng dậy mà bỏ ra ngoài. Trong khoảng cách đó, một ánh mắt đã sớm nhìn thấy mà nở một nụ cười đắc ý. An Chi lúc này phải ngồi nói chuyện, còn Lương giữ nụ cười trên môi suốt mấy tiếng đồng hồ, quả thật khiến cô rất mệt mỏi. Mấy hôm nay cô gần như cắt kiệt sức như các nhân viên khác để chuẩn bị cho bữa tiệc. Bây giờ có lẽ cũng chạm giới hạn rồi. Hồi nãy có nhờ nhân viên mua giùm một ít thuốc nhức đầu. Tuy uống rồi nhưng cảm giác không có đỡ, lại còn gây buồn ngủ. An Chi thấy mình không có chống đỡ được thêm nữa, liền lên tiếng. Ba, cô chú, hôm nay con có hơi mệt, con xin phép về nghỉ sớm, ngày mai còn có việc phải làm nữa. Chu Quang Lẫm thật ra không muốn, nhưng còn chưa kịp nói cái gì thì Chí Công liền lên tiếng. Nãy giờ cứ bắt con bé ngồi đây nói chuyện người lớn không à, không tránh được nó nhàm chán. An Chi, cháu mệt thì cứ về trước đi, để chú kêu Tuấn Vũ đưa cháu về phòng nghe. Dạ, không cần phiền đến anh ấy đâu, cháu tự đi được, mọi người ở là vui vẻ nghe. An Chi rời khỏi bàn tiệc mà trở ra ngoài, tiến thẳng vào thang máy, ấn lên tầng trên. Lúc này cô lấy điện thoại ra bấm gọi đến một dãy số quen thuộc mà áp tai lên. Dì Cẩm, Chu Quang Lẫm lật bài rồi, ông ta muốn con kết hôn với con trai nhà tài phiệt Mỹ. Lão già tham vọng, cơ ngơi của hắn cũng không phải tầm thường, vậy mà vẫn muốn trèo hơn nữa. Con nghe ông ta nói, có nhắc đến một công thức nước hoa gia truyền, nếu như có sự giúp đỡ của Dương Chí Công thì chắc chắn sẽ thuận lợi phát triển hơn. Có biết được là công thức gì không? Ông ta nói gọi là nước mắt bỉ ngạn. Phía bên kia Hà Cẩm trở nên sửng sốt. Cái gì? Nước mắt bỉ ngạn à? Dì Cẩm, dì biết hả? Dì đã từng nghe ba con nhắc đến cái tên này. Năm đó ba con vẫn còn đang nghiên cứu, hỏng chừng đây chính là công thức của ba con. Ông ấy có một cuốn sổ viết rất nhiều công thức nước hoa. Khi Chu Quang Lẫm xuống tay sát hại, đã ăn cắp rồi về biến thành của riêng. Hắn ta từ đó mới phất lên như diều gặp gió đó. Nhưng theo dì biết, nước mắt bỉ ngạn là tâm huyết rất nhiều năm ba con nghiên cứu, chỉ là vẫn chưa hoàn thiện, do là còn thiếu một loại nguyên liệu cuối cùng mà tìm chưa có ra. An Chi, đây quả đúng là công trình nghiên cứu của ba con phải tìm cách lấy được cuốn sổ công thức đó, chắc chắn sẽ có manh mối vạch trần hắn. Nhưng bây giờ Chu Quang Lẫm vẫn còn đang đề phòng con, ông ta chưa có chắc nói ra nguồn gốc công thức này đâu. Không phải hắn đang cầu cứu sự giúp đỡ từ Dương Chí Công sao? Nếu như con kết hôn với con trai ông ta, còn sẽ có sức uy hiếp hoặc ra điều kiện. An Chi bỗng sững lại. Kết hôn với một người đàn ông khác, thật ra cô từng nghĩ chỉ cần có thể trả thù thì việc gì cũng được. Nhưng bây giờ cô thật sự không có muốn gả cho người đó. Nếu có thể thì cô muốn... An Chi nghĩ tới đây cũng liền tự mình chặt đứt. Mà Hà Cẩm không có thấy cô nói gì liền lên tiếng. An Chi, đây là cơ hội duy nhất rồi. Cánh cửa thang máy mở ra, An Chi mới đáp. Con hiểu rồi, dì Cẩm liên lạc sau nghe. Cô tắt máy, sau đó bước ra ngoài mà đi thẳng về phòng của mình. Việc đầu tiên là trút bỏ y phục hào nhoáng ở trên người, sau đó hướng thẳng đến phòng tắm. Cô không hề hay biết rằng thời điểm đó ở trước cửa phòng, một nhân viên lén lút nhìn quanh rồi quẹt thẻ mở cửa. Sau đó hắn cũng không có bước vào, chỉ để cánh cửa hé hờ rất nhỏ rồi rời đi. An Chi tắm xong trở ra, cũng không có kiểm tra. Cô khá mệt mỏi, thêm cả dường như thuốc nhân viên đưa có tác dụng phụ nên khá buồn ngủ. An Chi tới giường nằm xuống, chỉ vài phút đã thiếp đi. Lúc này, gã nhân viên mở khóa phòng của cô trở xuống hội trường tiệc. Hắn không có làm gì ngoài một hành động gật đầu với Chu Quang Lẫm. Ông ta thấy vậy, liền liếc mắt đến Dương Tuấn Vũ mà lên tiếng. Vũ à, chú lo con bé An kia nó không khỏe mà về phòng một mình không có yên tâm. Hay là cháu đi coi con bé có an toàn ở phòng không, giúp cho chú với. Tuấn Vũ nghe vậy khẽ cười mà gật đầu. Vậy để cháu đi coi coi. Cậu ta đứng dậy trở ra ngoài, nhưng khi vừa qua cửa thì hướng lại, không có phải về phòng cô mà vòng ra phía khoảng sân giường, lấy ra một điếu thuốc châm lên mà hút một hơi dày đặc khói. Ánh mắt nheo lại sau cái lớp màn trắng mờ đó, giọng nói vang lên. Lão già chết bầm kia, vậy mà đem gả con gái ra để kiếm lợi, Tuấn Vũ này không có dễ mắc bẫy ông đâu. Cậu ta hút thêm mấy hơi thuốc nữa, khói cay phủ lên đôi mắt, trong đôi đồng tử màu nâu nhạt có in lên một gương mặt mỹ miều. Cô ấy là con gái của ông ta, đúng là bất hạnh. Cũng ở trong một khách sạn lớn đó, Trần Gia Linh đi dọc hành lang, ánh mắt giáo giác tìm số phòng in trên cái thẻ nhựa mà ả đang cầm ở trong tay. Sau khi nhìn thấy liền nhếch môi một cái, rồi tiến lại mà quẹt thẻ vô ổ. Cửa mở ra, ả bước vào bên trong. Căn phòng tối đen không thấy rõ, nhưng Gia Linh cũng không có vội bật điện. Ả mò mẫm tiến sâu vô, đi đến cái giường. Lúc này mới cảm thấy căn phòng yên lặng kỳ lạ, không có giống là có người. Ả vội bật điện lên. Căn phòng sáng trưng nhưng không có một ai. Gia Linh đi tìm quanh ngoài ban công, rồi vào nhà tắm không thấy ai, liền bực bội mà lẩm bẩm. Không lẽ tên đó đưa làm thẻ phòng hay sao mà không có thấy ai gì cả. Chu Nhật Minh lúc này giống là muốn ra ngoài hít thở một chút cho dễ chịu, nhưng không ngờ mỗi lúc đầu óc anh càng trở nên quay cuồng chóng mặt. Nhật Minh không nghĩ vài ly rượu đã khiến anh say như vậy. Có lẽ mấy ngày qua anh làm việc quá sức nên hôm nay một chút rượu đã đánh sập anh. Thấy tình trạng không ổn, Nhật Minh cũng quay vào đi về phòng riêng để nghỉ ngơi. Nhưng càng lúc, anh càng thấy vạn vật xung quanh mình như nghiêng ngã, nhòe nhạt đi. Anh lắc mạnh đầu, rồi cố gắng giữ tỉnh táo bước vào thang máy, ấn nút đi lên. Ở bên trên không gian nhỏ đó, càng khiến anh thêm bức bối. Nhật Minh đưa tay cởi cái áo vest ra, rồi nới rộng cổ áo sơ mi, ngửa mặt lên, cố hít hơi thở cân bằng. Đường yết hầu tuyệt đẹp liên tục cứ chạy dọc xuống. Khi thang máy mở, anh cũng bước ra ngoài. Tâm trí của Nhật Minh bây giờ nói đúng ra là tù mù mà tìm đường. Anh loạng choạng đi đến cửa phòng nào cũng lấy thẻ ra tra vô, không mở được thì lại sang phòng khác. Cho đến khi cái thẻ khóa phòng được đưa đến ổ quẹt thì cửa bỗng nhiên hé nhỏ ra. Nhật Minh đẩy cửa bước vô, căn phòng một màu tối đen bao trùm. Đầu óc anh lúc này quay cuồng đến mức không còn bận tâm tới công tắc đèn ở đâu. Đẩy nhẹ cửa một cái, liền đóng vào rồi khóa lại một cách tự động. Anh đưa tay lên bóp thái dương của mình, nhưng cơn chóng mặt mỗi lúc một nặng hơn, thân nhiệt bắt đầu tăng lên, nóng dần rồi như muốn bốc quả. Nhật Minh loạng choạng trong bóng tối, đưa tay lên cởi dội cái ca vát ném ra, cảm thấy vẫn chưa dễ chịu, liền giật phăng vài cái cúc áo đầu. Lúc này chân anh đụng phải một vật cản, ý thức nhận ra được là cái giường, liền thuận mình thả người nằm xuống. Bóng tối, một chút rượu lên men trong đầu, và dường như có cả một cái thứ gì đó nó đang thao túng tâm trí của anh. Trong người cảm thấy bức rứt, khó chịu vô cùng. Lúc này, một mùi thơm thoảng như hương gió thổi nhẹ qua mũi. Cái thứ vô hình đó trong bóng tối trở thành vật dẫn lối. Nhật Minh quay người sang, bàn tay chạm vào một cơ thể rất nhỏ nhắn. Cũng lúc này, An Chi bất ngờ tỉnh giấc vì cảm nhận được có người lạ. Cô sợ quay sang thì lập tức bị Nhật Minh chồm người qua đè lên. Cô là ai? Vốn dĩ An Chi định hét lớn, nhưng khi vừa nghe được chất giọng này, cô lập tức nhận ra đối phương, dù trước mặt của mình chỉ là một cái bóng người tối đen. Thoáng kinh ngạc một chút, nhưng nhận ra trạng thái của người đàn ông này có sự không có bình thường. Anh say thì phải. Bàn tay cô chống lên ngực anh, cố đẩy ra. Nhật! Tên anh mới chỉ kịp thốt ra một nửa, bất ngờ Nhật Minh đã khóa lấy miệng cô bằng một nụ hôn có phần chiếm đoạt. An Chi mất vài giây chấn động tới mức cả người tê cứng, sau đó mới sực tỉnh cố đẩy anh ra, toàn lên tiếng nói cái gì đó, thì lúc này giọng nói trầm khang nam tính vang lên bên tai. Là Vũ Hưng kêu cô tới đây phải không? Tại sao cô lại có mùi hương giống cô ấy như vậy? An Chi không hiểu anh nói cái gì, cũng không biết cô ấy được nhắc tới là ai. Nhưng cô biết lúc này anh hoàn toàn không có nhận ra cô. Bất giác trong khoảnh khắc đó, sự kháng cự của cô tự nhiên nới lỏng. Không biết cũng tốt, dù thế nào cô cũng không phải là Chu An Chi thật sự. Cô là Lương Kim Nhã, con gái của gia tộc họ Lương, gánh trên vai mối thâm thù đại hận không thể không trả. Đời này bằng lòng để ma quỷ dẫn lối, chứ không có cam tâm khi món nợ máu chưa thể trả được. Chỉ là vào giây phút này, khi bóng tối che mờ tất cả, cô không muốn làm Chu An Chi, cũng không có xem anh là con trai của Chu Quang Lẫm. Tạm quên đi Lương Kim Nhã, gác lại món nợ máu nghiệt ngã này, chỉ xin đêm nay để làm một cô gái đơn thuần bên cạnh anh, một người đàn ông bình thường. Cô muốn một lần hạ điểm lý trí, tất cả những gì xảy ra đêm nay chỉ mình cô biết, sẽ gói gọn nó thật kỹ, cất trong bóng tối, vĩnh viễn không để ai chạm vô. Những ngón tay cử động theo sự điều phối của trái tim, vòng qua cổ anh kéo ghì xuống. Môi của hai người chạm nhau, hơi thở cũng bắt đầu len vào khoang miệng. Nhật Minh, đời này vĩnh viễn anh sẽ không bao giờ biết anh là người đàn ông đầu tiên của em. Xin lỗi vì em quá tham lam, biết rõ sau này sẽ làm anh tổn thương. Biết cô ấy ở trong lòng anh là một người khác, nhưng đêm nay em muốn người trong lòng em là anh, chỉ có anh. Cơ thể của Chu Nhật Minh vào thời điểm này giống như đang ở giữa sa mạc bắt gặp một hồ nước. Anh bị hấp dẫn bởi nụ hôn mà cũng gắt gao đáp lại. Cái lưỡi bắt đầu càng quấy xâm chiếm vào bên trong khoang miệng của cô. Chu Nhật Minh giống dĩ trong người vừa sẵn men rượu, lại thêm tác dụng của thuốc cộng với sự cọ sát của cô thì hoàn toàn không còn tỉnh táo thêm được nữa. Hoặc là cảm nhận người đó là cô nên không có kìm nổi được tiếng lòng. Trong bóng đêm mù mờ đó, tâm tư của anh chia làm hai nửa ngờ vực, nửa xem đó là cô, nửa coi là không phải. Lý trí nhắc nhở anh là Chu An Chi, nhưng trái tim lại khuyên bảo anh đó chỉ là một sự trùng hợp và mâu thuẫn ở trong lòng anh. Thực sự không có sánh được khát vọng đang mãnh liệt. Lần đầu của họ quả thực khác biệt, có vụng về nhưng lại thuần thục, khoái cảm nhưng cũng sầu cảm. Lần đầu mà tưởng như cũng là lần cuối, họ trân trọng nhau, nâng niu từng giây phút, triền miên kéo dài cả một đêm tĩnh mịch. Sáng hôm sau, khi ánh nắng đầu tiên hắt vào khung cửa sổ, một chút gió sương của đêm qua còn sót lại vội vã len vào trong. Cảm nhận được ngón tay mềm mại của ai đó đang nghịch ngợm di chuyển trên vòm ngực của mình, Chu Nhật Minh ý thức mà tỉnh lại. Hàng mi chớp chậm vài cái rồi mới mở ra. Bên tay anh khi đó vang lên giọng nói yểu điệu. Nhật Minh, chào buổi sáng. Anh nhìn sang bên cạnh, ánh mắt bờ môi hay cả gương mặt kề cận hoàn toàn xa lạ đến mức Nhật Minh phải giật mình mà ngồi bật dậy. Gia Linh, tại sao là cô? Trần Gia Linh trên người đúng là không còn một mảnh nào che thân. Ả ngồi lên cái tấm chăn kéo nhẹ che ngực của mình. Nhật Minh, anh đừng có nói anh quên hết chuyện tối hôm qua nghe. Chu Nhật Minh sửng sốt. Tối hôm qua là cô? Trần Gia Linh lập tức tỏ ra uất ức. Anh không muốn nhận cũng được, dù sao cũng là em tự nguyện. Đối với Nhật Minh thì điều này đúng là một cơn ác mộng. Đêm qua anh nhớ mình rất kỳ lạ, không phải say rượu mà còn hơn cả say rượu. Nhưng lúc đó, mọi thứ anh cảm nhận được đều là cô chứ không phải là một người khác. Nhật Minh hoàn toàn không tin. Anh đưa tay túm lấy vai của Gia Linh kéo ả sát lại, rồi cúi người cái gì đó. Lúc này còn nhìn xuống phần hông của ả. Anh trở nên thất thần, không có mùi hương, cũng không có vết sẹo. Nhưng Gia Linh lại nói cô ta chính là người đêm qua cùng anh dây dưa. Không lẽ tất cả những gì anh cảm nhận được đêm qua chỉ đều là anh tự ảo tưởng? Anh yêu cô một cách hồ đồ và điên rồ tới như vậy sao? Trần Gia Linh nhìn thấy sắc mặt kỳ lạ của anh. Trong lòng ả lo lắng, anh phát hiện ra điều gì đó. Nhật Minh, đêm qua anh chỉ là tai nạn. Lúc đó anh say nên em không có trách, cũng không cần anh chịu bất cứ trách nhiệm nào đâu. Nhật Minh nhìn đến ả, cho tới tận thời điểm này anh vẫn không tin chuyện đêm qua xảy ra cùng với Gia Linh, nhất định anh phải điều tra rõ ràng. Nhật Minh gạt cái mền ra khỏi người mình, bước xuống giường, lụm lại quần áo mặc vô. Gia Linh vẫn ngồi ở trên đó trong cái dáng vẻ liễu yếu đào từ, vừa tủi hờn vừa uất ức. Nếu cô đã xem nó là tai nạn thì quên nó đi, sau này cũng đừng có gặp lại. Ả nghe vậy không cam tâm, nặn ra một dòng nước mắt chảy dài xuống. Nhật Minh, em không bắt anh phải chịu trách nhiệm, nhưng anh cũng không cần phải phũ phàng như vậy đâu. Trong chuyện này chỉ có em thiệt, anh đâu có mất cái gì. Như cô nói hôm qua, tôi say, tôi còn không có biết rốt cuộc có phải là cô hay không nữa. Chu Nhật Minh, anh thật là quá đáng. Anh cài cúc tay áo mà quay nhìn ả, vô tình phát hiện ra một vết máu đỏ giấy trên tấm ga giường. Nhật Minh sững lại, chuyện đêm qua nếu như anh không tra rõ thì anh sẽ phát điên lên đó. Để lại cái số tài khoản, tôi sẽ chuyển cho cô một khoản tiền. Nói xong, anh cũng quay người trở ra ngoài, mà Gia Linh ngồi đó có một chút không cam tâm nhìn theo. Khi tiếng cửa phòng đóng lại, ả đưa mắt nhìn xuống vệt máu khô bám trên ga giường mà khóe sâu vào nó. Trần Gia Linh đêm qua vốn dĩ là sắp đặt để ả và anh cùng chung đụng. Nhưng không hiểu sao, khi Nhật Minh uống ly rượu mà ả đã sai người bỏ thuốc rồi rời đi thì lại không trở về phòng. Theo nguyên lý, anh thấy trong người có vấn đề sẽ về phòng để nghỉ ngơi. Nhưng ả đã hỏi đi hỏi lại rất nhiều lần, thẻ phòng mà nhân viên đó đưa cho ả đúng là phòng của anh. Trần Gia Linh chợt nghĩ có thể anh đang đi dạo ở đâu đó, vậy nên ả quyết định ở trong phòng của anh mà chờ. Chờ quá nửa đêm, thiếp đi một hồi rồi sực tỉnh vẫn chưa thấy Nhật Minh quay lại. Ả có chút bực bội vì kế hoạch đổ bể nên rời đi. Chỉ là không ngờ lúc đi ra, ả vô tình phát hiện một cô gái bước ra khỏi một căn phòng, kéo theo cả hành lý, vội vàng bỏ đi trong trạng thái lén lút, mặt cúi gằm xuống như để né tránh camera của khách sạn. Trần Gia Linh trong lòng nổi hứng tò mò đi đến, thấy cửa phòng chưa đóng hết nên đẩy ra mà bước vào trong. Nghiễm nhiên lúc đó, ả phát hiện người nằm trên giường đang trong giấc ngủ mê man là Nhật Minh. Trong đầu của Gia Linh liền lập tức nảy lên một kế hoạch khác. Ả cởi đồ của mình rồi leo lên giường nằm bên cạnh anh. Nhưng được một lúc sau thì bắt đầu mưu kế lại cẩn thận hơn. Ả trở ra ngoài, vội vàng hướng đến phòng an ninh khách sạn, dùng một chút tiền để xin check camera, thì phát hiện cô gái lén lút bỏ đi kia đã sớm xử lý xong cái chuyện này. Phần camera ở hành lang đó trống rỗng. Gia Linh tìm hiểu thêm thì mọi thông tin về người ở trong phòng đó cũng bị xóa sạch. Xem ra cô gái này không muốn để Nhật Minh phát hiện, vậy thì được lợi cho ả rồi. Trần Gia Linh tốn thêm một khoản tiền nữa, nhờ một IT chuyên nghiệp dùng một chút kỹ xảo để chỉnh sửa cho các kép video camera. Bây giờ thì ả cũng không cần quá nóng vội, cứ ngồi đây chờ đợi anh tự điều tra, tự xác thực rồi cũng sẽ tự tìm đến ả. Chu Nhật Minh lúc này bước dội dọc hành lang rồi tiến vào thang máy. Anh lấy điện thoại ra bấm gọi cho Cao Nhất Long. Cậu đang ở đâu? Giám đốc, tôi đang dùng bữa sáng ở dưới sảnh. Có gặp An Chi không? Cô An Chi hả? Cô ấy đang ăn sáng ở dưới này. Ánh mắt Nhật Minh có biến động nhẹ. Anh ấn thang máy đi thẳng xuống sảnh. Tới phòng an ninh, lấy toàn bộ dữ liệu camera của tối hôm qua về đây cho tôi. Bây giờ luôn sao? Nhưng tôi đang... Không để cho Nhất Long nói hết, anh đã tắt ngang. Thang máy lúc này cũng dừng lại ở tầng sảnh. Cửa mở, Nhật Minh bước ra ngoài, hướng thẳng đến khu vực nhà ăn, đưa ánh mắt đảo khắp một lượt. Cao Nhất Long còn đang ăn một đũa phở, liếc mắt nhìn lên bắt gặp anh mà sặc cả sợi phở xuống cổ họng. Cậu ta vội vàng đặt đũa xuống, dối lấy tờ giấy lau miệng rồi đứng lên đi lại phía anh. Giám đốc, phở đây rất ngon, anh nên thử đi. Nhật Minh không nhìn thấy cậu ta, vẫn đang dò khắp xung quanh khu nhà ăn mà hời hợt nói. Việc tôi kêu cậu làm chưa? Bây giờ tôi sẽ qua bên đó ngay, mà giám đốc cần nói để làm cái gì? Ánh mắt của Nhật Minh dừng lại một bóng lưng đang quay về phía mình, cũng không trả lời cậu ta, liền tiến thẳng về phía đó. Dường như anh có một chút chần chừ, sau đó mới lên tiếng. An Chi? Cô nghe vậy cũng ngước mặt nhìn lên, biểu cảm hoàn toàn bình thản. Nhật Minh, anh đến ăn sáng sao? Anh nhìn thấy cái dáng vẻ như không có gì của cô, trong lòng không hiểu sao lại cảm thấy lo lắng. Nhật Minh lộ ra một chút lúng túng, muốn nói cái gì đó nhưng lại không biết bắt đầu như thế nào. An Chi nhìn cái điệu bộ của anh như vậy làm lạ. Nhật Minh, có chuyện gì sao? An Chi, anh tối qua em ngủ có quen không? Cô tròn mắt nhìn anh, sau đó trả lời. Em hả? Cũng không gì. Tối hôm qua có cùng một vài đồng nghiệp ở trong công ty đi ra biển, dựng lều ngoài đó ngủ để sáng ra có thể kịp ngắm bình minh. Nhưng mà ngoài biển đúng có chút lạnh, không có ngủ được. Nói vậy là đêm qua em không có ở trong khách sạn sao? An Chi gật đầu chắc nịch. Không chỉ riêng em, còn có một số đồng nghiệp công ty nữa. Nhật Minh, có chuyện gì sao? Tâm trạng của anh lúc này quả thực rối bời. Anh vốn hy vọng đêm qua là cô. Nhưng nếu là cô thì anh làm ra một cái chuyện rất tệ hại và kinh tởm. Nhưng nếu không phải là cô, nếu là một người con gái khác thì anh không có cam lòng, càng không thể chấp nhận. An Chi nhìn cái vẻ mặt hoang mang của anh lại lên tiếng. Nhật Minh! Lần gọi này mới khiến cho anh trở về thực tại. Nhật Minh có một chút gượng gạo đáp lời cô. Không có gì, anh chỉ là lo việc bất ngờ thông báo thay đổi nhân sự khiến cho em bị làm phiền thôi. An Chi mỉm cười gật đầu. Thật sự là có bị làm phiền, nhưng khi mọi người biết em là em gái của anh thì họ cư xử rất tốt. Tốt là được rồi, vậy em dùng bữa đi, anh có chút công việc cần phải giải quyết. An Chi gật đầu, Nhật Minh vốn định rời đi, nhưng bỗng nhiên nhìn xuống cổ cô có quấn một cái khăn voan mà thuận miệng hỏi. Ban đêm ở ngoài biển tuy lạnh, nhưng ban ngày thì khá nóng đó. An Chi nghe vậy hiểu ý, cô đưa tay lên cổ mình rồi ho nhẹ một cái. Đêm qua ở ngoài biển bị nhiễm lạnh, nên hôm nay em có hơi ho nhẹ, quàng cái khăn giữ ấm một chút thôi. Vậy chú ý sức khỏe nghe, cần cái gì thì cứ nói với nhân viên lễ tân. Em biết rồi. Nhật Minh vẫn có một chút luống cuống nhìn cô, sau đó mới quay người đi. An Chi mới thở phào một cái, bàn tay cô vẫn nắm chặt cái khăn trên cổ mình, cảm nhận được trống ngực đang đập rất mạnh. Nhật Minh trở về phòng của mình, Cao Nhất Long đã sớm có mặt ở đó đợi anh. Cậu ta vừa thấy anh bước vô, liền nhìn đến cái laptop đang để trên bàn mà nói. Giám đốc, tôi đã lấy đủ dữ liệu camera tối hôm qua rồi. Nhật Minh đi lại phía sofa ngồi xuống, ánh mắt dán chặt lên màn hình laptop. Chỉ cần lấy khoảng thời gian từ lúc tôi rời khỏi bữa tiệc, còn lại không cần. Giám đốc muốn tìm cái gì? Tôi muốn biết hôm qua tôi về phòng kiểu gì. Nhất Long thao tác trên bàn phím, sau đó video hiện ra Nhật Minh chăm chú quan sát không bỏ lỡ một giây nào. Hình ảnh anh loạng choạng tìm phòng. Đến khi anh bước vào căn phòng đó, hoàn toàn là tự một mình anh. Chỉnh là thời gian về trước một lúc, xem có ai bước vào phòng đó nữa không. Nhất Long làm theo lời anh, thời gian được chỉnh về trước khoảng 30 phút. Đoạn video trôi đi khoảng chừng 15 phút, bỗng chợt nhiễu cảnh, sau đó lại trở nên bình thường. Lúc này, trong đoạn video là hình ảnh của Trần Gia Linh bước vào căn phòng đó. Cao Nhất Long nhìn thấy điều đáng kinh sợ một phen, quay qua anh. Giám đốc, đêm qua, không lẽ anh ngủ cùng phòng với cô gái đó? Gương mặt anh lộ rõ một sự chán ghét. Anh thở mạnh một tiếng rất bực bội mà dựa lưng vào thành ghế. Tối hôm qua, tôi cảm thấy bản thân có hơi khác lạ, không hề giống cảm giác say rượu, đầu choáng váng mạnh, cả người bức rứt, dường như có hiện tượng sinh ảo giác, cho nên lúc đó không có đủ tỉnh táo mới vào làm phòng. Vậy giám đốc, anh và cô gái kia đêm qua có... Câu hỏi bỏ lửng của Nhất Long, nhưng Nhật Minh lại hiểu, anh bất lực nhắm mắt. Buổi sáng khi tỉnh dậy, tôi và cô ta đều không mặc đồ. Cao Nhất Long vừa nghe vậy, liền đứng bật lên mà cách kinh ngạc. Hay quá giám đốc, tôi còn tưởng anh không có thích phụ nữ nữa chứ. Nhật Minh mở mắt mà liếc sang cậu ta, ánh nhìn sắc lẹm như lưỡi dao. Nhất Long về vậy mà cũng tự khóa miệng mình lại mà ngồi xuống. Nhật Minh lúc này mới lên tiếng. Tôi cảm thấy chuyện hôm qua có vấn đề, cậu điều tra kỹ đi. Cô ta là Trần Gia Linh, con gái của Trần Gia Hùng. Ông ta hiện là chủ tịch tập đoàn thời trang GL. Thương hiệu cũng chỉ mới thịnh hành trong năm nay. Được, tôi sẽ đi tìm hiểu thông tin về ông ta và GL. Để ý của ta nữa, tốt nhất là nên kiểm soát của ta thật tốt. Không có được để của ta phao tin lung tung ra ngoài. Việc này cậu cứ chủ động. Tôi hiểu rồi. Sau câu đó, Nhất Long cũng đóng laptop lại mà đem nó rời đi. Khi này trong căn phòng chỉ còn lại một mình anh. Nhật Minh khẽ ngửa đầu tựa vào thành ghế, ánh mắt chứa đựng cả trời phiền muộn. Ngày hôm nay, một bữa tiệc ngoài trời tổ chức trên bãi biển, khi mà tất cả những cô gái đều lựa cho mình những bộ bikini táo bạo để khoe ra cái vóc dáng hấp dẫn của mình trong mắt đàn ông, thì chỉ có riêng mình An Chi trong cái thời trang có thể nói là khá kính cổng cao tường, ngồi ở cái ghế xếp. Từ sau chuyện tối hôm qua, khi mà Nhật Minh công khai thân phận của cô, thêm phần cô hiện tại là nhân viên của phòng năng lượng sáng tạo. Đây là bộ phận không phải ai muốn là có thể vào được, thì toàn bộ ánh mắt của nhân viên công ty đối với cô đều khác biệt hẳn. Đàn ông chưa vợ thì muốn lọt vào mắt xanh của cô, hy vọng có được cái mác chạng vương. Phụ nữ thì sáng lại làm thân, cũng mong sau này được sự giúp đỡ nhiều hơn. Họ tỏ ra nhiệt tình quá đà, khiến cô không có kịp thích nghi. Khi họ đã rời đi, An Chi khẽ thở dài. Cô sau đó có kéo nhà cổ áo ra mà nhìn xuống thân mình. Trên da thịt của cô xuất hiện nhiều dấu vết tím đỏ ám muội. Tất cả đều là bằng chứng sống cho sự việc đêm qua. Vì nó mà hôm nay cô phải mất cả tiếng để dặm phấn bôi kem che khuyết điểm. Nhưng hoàn toàn không triệt để được 100%. Cuối cùng chỉ có thể chọn phương án bịt kín người như thế này. Lần đầu tiên tôi thấy có người đi tắm biển lại đóng bộ cái như tránh mùa đông rét bước vậy đó. Giọng nói vang lên khiến An Chi có chút giật mình. Cô hướng mặt nhìn tới, bắt gặp Tuấn Vũ đứng ở đó với một body nam tính khá cuốn hút. Cậu ta chỉ mặc một cái quần sọt, phần trên thả trần hơi bày ra từng đường cơ được tập luyện rất đều đặn. Làn da trắng còn hơn con gái, gương mặt lại có phần lai tây, thêm cái màu tóc vàng. Tuấn Vũ ở dưới cái ánh nắng ban trưa này không khác gì hạt ngọc trai chói mắt. Tôi chỉ là không muốn chiếm hết hào quang của anh thôi, nhưng xem ra tôi lo thừa rồi, ở đây không có ai bóng loáng tỏa nắng như anh cả. Tuấn Vũ cười nhếch môi rồi ngồi xuống bên cạnh cô. Cô đang khen hay là châm biếm tôi đó? Đừng có nghĩ xấu người khác như vậy chứ, anh coi, rất nhiều cô gái đang nhìn trộm anh đó. Họ không phải nhìn tôi đâu, cái họ nhìn là gia sản đằng sau lưng tôi đó. An Chi khẽ cười. Đừng có nghĩ cô gái nào cũng thực dụng như vậy chứ. Thực dụng có gì không tốt, không lẽ cô không có sao? Dứt lời, cậu ta cũng nhìn cô. An Chi bị câu hỏi khá thẳng thắn của Tuấn Vũ làm cho sững lại vài giây, sau đó mới đáp lời. Tất nhiên là tôi có rồi. Ở trên đời này ai mà không ham vật chất. Nhưng đôi khi có những thứ quá xa xỉ, bản thân tự biết không có dối tới, cho nên mặc định không cần thiết. Chà, khá thẳng thắn đó. Tôi cứ nghĩ cô sẽ nói đại loại là mấy câu tiền không phải là tất cả. Đúng là tiền không phải là tất cả, nhưng người ta không có làm tất cả cũng vì tiền đâu. Tuấn Vũ nhìn cô có một chút thay đổi trong ánh mắt. Cậu ta búng tay một cái. Được, cô có chút thú vị đó. Sao chứ? Không có định lại đằng kia với các cô gái đang nóng bỏng mà tính ngồi ở đây bàn sự đời với một người đang tránh rét lạnh hay sao? Không phải cô nói tôi tỏ nắng à? Cô nên cảm thấy may mắn vì tôi ở đây giúp cô tránh rét đó. An Chi nghe vậy lại bật cười. Hai người ngồi nói chuyện khá hợp nhau mà không hề biết cả hai đã lọt vào mắt của người ngồi cách đó không xa. Chu Nhật Minh nhìn chằm chằm cô và Tuấn Vũ đến độ tưởng như có thể dùng ánh mắt mà thiêu đốt cái kẻ tóc vàng kia. Anh rất muốn đến đó đá cậu ta bay ra hàng ngàn mét, thả trôi luôn ở giữa biển vùng dãy không có đường về. Nhưng tình cảnh nội tâm của anh lúc này khá hỗn loạn. Nhật Minh vẫn chưa thoát khỏi cái bóng đêm. Đến hiện tại anh vẫn còn cảm nhận được cái mùi hương thoang thoảng từ cô. Những ngón tay vẫn còn ấm bởi cái vết sẹo thịt. Vậy mà cuối cùng khi tỉnh lại là một người khác. Trong lòng anh cảm thấy không tin, nhưng anh lại cũng nghĩ nếu là cô thật thì đúng quan đường. An Chi không thể nào dễ dàng chủ động như vậy. Nếu xảy ra thật thì họ đúng là nghịch cảnh. Chỉ là trong đầu của Nhật Minh vẫn không thể nào chấm dứt được những ảo ảnh đêm qua, đến mức anh sắp phát điên lên rồi. Anh không muốn nhìn cô nữa, bởi càng nhìn, càng như bị hút vào một mộng cảnh hoang đường. Nhật Minh quay đi, tầm mắt đặt lên người bạn nằm ở cái giường tắm nắng ở bên cạnh. Vũ Hưng nhận ra được cái nhìn của anh, cậu ta có chút đề phòng. Lại sao nữa? Đừng có hỏi tôi mấy cái câu đại loại như cái thứ đáng quên rồi cái thứ không có đáng để ý. Tôi sẽ không có trả lời bất cứ câu hỏi nào của anh đâu. Nhật Minh nghe vậy lại hướng mặt nhìn ra biển. Ánh mắt chứa đựng một màu xanh xa xăm. Vũ Hưng, có lẽ tôi cần một bác sĩ tâm lý. Vừa nghe, cậu ta liền ngồi bật dậy. Nhật Minh, cậu bị bệnh nặng tới vậy rồi sao? Tôi không có bệnh, tôi chỉ có một vài vấn đề muốn hỏi thôi. Vấn đề gì mà phải cần tới bác sĩ tâm lý? Tôi biết ngay mà, đàn ông 30 mà còn chưa nếm mùi phụ nữ, chắc chắn chỉ có thích đàn ông. Nói đến đó, Vũ Hưng chợt nhớ đến câu hỏi của anh cái hồi tối ở quán rượu. Rồi ánh nhìn hồi nãy, vẻ mặt trở nên kinh hãi mà đưa bàn tay lên ôm lấy thân mình. Ơi, không phải cậu thích tôi chứ? Nhật Minh nghe vậy lại hoàn toàn không có nổi giận, hơn nữa còn bình thản trả lời. Tôi cũng hy vọng là như vậy đó. Ngô Vũ Hưng nhảy luôn khỏi cái giường nằm. Chu Nhật Minh, tôi nói cho cậu biết, tôi không có thích đấu kiếm đâu nghe. Cậu đừng có làm hư tình cảm anh em của tụi mình đó. Nhật Minh cảm thấy phiền não. Nói chuyện với cái tên bạn này của mình đúng là phí lời. Anh thở dài rồi đứng dậy bỏ đi. Mà Vũ Hưng ở đó nhìn theo bỗng nhiên ớn lạnh mà trùng mình một cái. Lúc này ở một góc khuất cách đó không xa, Trần Gia Linh dò ánh mắt nhìn theo Nhật Minh cho đến khi anh đi khuất, ả ta mới lấy điện thoại ra bấm. Tôi có một tin tức quan trọng muốn bán cho bên các anh, có tiện trao đổi không? Tôi đảm bảo là tin chính xác có cả ảnh dẫn chứng cụ thể, rất đáng giá. Trần Gia Linh vẻ mặt tỏ ra khá huynh hoang mà nói chuyện với đầu phía bên kia điện thoại, bởi ả tự cho rằng tin tức mà ả bán cho giới truyền thông vô cùng có giá trị. Không biết có tin gì đáng giá hay là bán cho tôi đi, tôi chắc chắn trả cao hơn cái đám săn tin đó. Giọng nói vang lên phía sau lưng khiến Gia Linh giật mình mà quay lại nhìn. Ả cũng vội tắt máy. Anh là ai? Cô Linh, tôi là Cao Nhất Long, trợ lý của giám đốc mình. Có thể cùng cô nói chuyện một lát được không? Ả nghe vậy là cười nhếch một cái. Anh ấy không có trực tiếp đến mà lại sai một trợ lý tới sao? Giám đốc của tôi là người khô khan, anh ấy lo rằng không biết cách ăn nói sẽ làm cô tổn thương, vậy nên kêu tôi tới gặp cô, còn dặn dò rất kỹ, nhất định phải khiến cô Linh hài lòng. Ả nghe mấy lời đó của Nhất Long, trong lòng sớm tự đắc, cho rằng Nhật Minh đã điều tra mọi chuyện và nghiễm nhiên anh tin lời của Ả nói là thật. Được thôi. Cô Linh, vậy chúng ta kiếm một chỗ yên tĩnh để nói chuyện được không? Họ dời đến khu dịch vụ coffee của khách sạn, lựa một vị trí bàn ở góc khuất khá tách biệt với mọi người. Cao Nhất Long cũng không câu nệ thêm mà vào thẳng vấn đề. Cô Linh, tôi cũng không có vòng vo nữa. Lần này giám đốc kêu tôi đến đây để sắp xếp mọi chuyện một cách ổn thỏa. Giám đốc nói cô có thể đưa ra bất cứ yêu cầu nào, chỉ cần không quá đáng, anh ấy sẽ đáp ứng cho cô. Điều kiện là chuyện xảy ra đêm qua giữa hai người tuyệt đối không có được để lộ ra ngoài. Gia Linh nghe vậy trong lòng sớm đã có tính toán. Ả dùng đến mánh khóe này tất nhiên không đơn giản chỉ vì mấy đồng tiền. Trợ lý Long, tôi còn tưởng là Nhật Minh ít ra sẽ thể hiện một chút bản lãnh đàn ông, nhưng không ngờ anh ấy lại hèn nhát như vậy. Nếu muốn bàn chuyện này, tôi nghĩ anh không có đủ tư cách đâu. Ai là người gây ra thì kêu người đó đến gặp tôi. Gia Linh đứng dậy định rời đi, nhưng Nhất Long vội cản lại. Cô Linh, tôi chân thành khuyên cô một câu. Khi giám đốc còn đang nhân nhượng thì cô cũng nên biết chừng mực. So với một yêu cầu không có thực tế thì cô nên lựa chọn yêu cầu mà đối phương không có thể không có thuận theo. Đó là điều căn bản trong giao dịch. Cha Linh mỉm cười. Cảm ơn trợ lý Long đã có ý tốt nhắc nhở, nhưng tôi vẫn giữ quan điểm của mình. Chuyện này ai gây ra thể kêu người đó trực tiếp nói chuyện với tôi. Trợ lý Long cũng biết rồi đó. Đám phóng viên đó bây giờ chỉ đợi một cuộc gọi từ tôi thôi, thì 5 phút sau tin tức sẽ phủ sóng khắp cả nước rồi. Nói xong câu đó, Ả rời đi. Cao Nhất Long chỉ có thể thở dài rồi lắc đầu. Cậu ta đối với những kiểu phụ nữ quá tham vọng, cho rằng họ quả thực kém cỏi, vì không biết cái nào mới thực sự là tốt. Cao Nhất Long cũng không cần đuổi theo, bởi vốn dĩ cậu ta biết Chu Nhật Minh là đang cho Ả một cơ hội tốt, hướng giải quyết nhẹ nhàng nhất chứ không phải là không có cách chặn miệng Ả. Cậu ta sau đó cũng không có ở lại, liền bỏ đi luôn. Hôm nay là ngày cuối cùng của sự kiện, cho nên mọi người cũng gấp rút hoàn thiện những chuyên mục được lên lịch sẵn, để còn kịp kết thúc theo đúng dự kiến. Buổi chiều hôm nay tất cả lên xe cùng trở về. Chu Quang Lẫm khi nhìn thấy An Chi định bước lên chiếc xe chở đoàn nhân viên của công ty thì lên tiếng. An Chi! Cô quay người nhìn, sau đó tiến lại ông ta. Ba, có chuyện gì sao? Dù sao thì thân phận của con mọi người cũng biết rồi, con nên ở lại đi với gia đình. Cô hiểu ý nên gật đầu. Lúc này Nhật Minh tiến tới. Ba, mẹ với Ái Phương đã lên xe của Vũ Hưng rồi, chúng ta cũng đi thôi. Chu Quang Lẫm thở mạnh một cái. Còn bé suốt ngày dính theo thằng Hưng, nhìn không có ra làm sao. Được rồi, chúng ta về thôi. Họ đi về phía xe của anh, nhưng khi Nhật Minh mở cửa ghế sau, Chu Quang Lẫm lại quay qua cô. An Chi à, ba có một vài chuyện muốn nói riêng với Nhật Minh. Cô nghe hiểu ý ông ta, nhưng chỉ là... An Chi quay đầu nhìn ra cổng. Chiếc xe chở đoàn nhân viên còn lại cũng đã rời đi. Cô nhìn sang ông ta. Vậy con... Quang Lẫm nhìn về một hướng rồi nói tiếp. Cậu Vũ. Dương Tấn Vũ quả thực trùng hợp đang đi lại xe của mình. Nghe tiếng gọi liền bước tới. Bác Lẫm, nhờ cháu đưa con bé An Chi về giúp bác được không? Bác và Nhật Minh có một số việc cần làm. Nhật Minh nghe vậy tất nhiên không muốn đồng ý. Ba à, dù sao chúng ta cũng về thẳng nhà, không cần thiết phải làm phiền người khác về đâu. Quang Lẫm nhìn sang con trai. Không phải ba đã nói có chuyện riêng muốn nói với con sao? Chuyện gì mà nhất định An Chi phải tránh mặt chứ, em cũng là người nhà mà. An Chi thấy cha con của họ cãi nhau liền vội cắt ngang. Không có sao, để con đi nhờ xe anh Vũ. Cô nhìn sang Tuấn Vũ lên tiếng. Vậy làm phiền anh rồi. cũng tiện đường mà. Sau đó quay qua Chu Quang Lẫm chào. Vậy không còn gì nữa thì cháu xin phép đi trước. Nói xong Tuấn Vũ cũng quay người hướng về xe của cậu ta. An Chi nhìn hai cha con họ rồi chào một tiếng, cũng bước theo sau cậu ta. Nhật Minh tuy hiểu được ý tứ của ba mình, nhưng anh không hề thích cái cách ông gán ghép như vậy. Chí ít cũng nên hỏi ý của cô. Nhưng mà anh cũng không có dám chắc là nếu cô đồng ý thì anh cũng đồng ý đâu. Chu Quang Lẫm ngồi vào bên trong, Nhật Minh sau đó cũng yên vị ở bên cạnh ông. Cao Nhất Long ngồi ở ghế lái, nhìn hai người qua gương chiếu hậu rồi mới lái đi. Chiếc xe họ chạy ngang qua xe của Tuấn Vũ. Khoảnh khắc giao nhau ngắn ngủi đó, cô và anh tuy không hẹn nhưng lại nhìn đến đối phương. Xe chạy đi một đoạn, Nhật Minh mới lên tiếng. Bà đang muốn dựa vào thế lực của nhà họ Dương để phát triển ra thị trường quốc tế sao? Chu Quang Lẫm nghe câu hỏi này cũng quá bất ngờ. Con cũng nhìn ra được à? Ba lộ liễu như vậy, chỉ sợ nhà người ta cũng nhìn ra được từ đầu rồi. Nhìn ra được thì sao chứ? Dương Chí Công có mỗi một người con trai, thằng nhóc này tuy thông minh có tài, nhưng tính khí có phần ngang ngược, lại thích chơi bời. Dương Chí Công đã sớm muốn tìm cho con trai một người vợ để hy vọng nó có thể tập trung lo vào sự nghiệp. Nhưng ông ta cũng không muốn chọn đại, lo ra là người phụ nữ xem trọng hạnh phúc hơn, vậy nên muốn con trai phải được chọn người mà nó muốn. Cũng phải thôi, vì vốn dĩ bà ta sinh ra đã có tất cả rồi, nên đâu cần gì khác đâu. Việc có một cô gái muốn tiếp cận, họ xem đó là một cơ hội cho con trai của mình thôi. Nhưng ít nhất ba cũng hỏi ý kiến An Chi xem em ấy có đồng ý hay không mới được chứ. Con bé là người họ Chu, nó phải biết kéo lợi ích về cho nhà họ Chu chứ. Nhật Minh tỏ ra không hài lòng mà quay qua nhìn ông. Ba, từ nhỏ ba đã bỏ rơi em ấy rồi. Sau này mẹ An Chi mất thì ba lại đưa em ấy ra nước ngoài sống một mình. Bây giờ ba đón em về, lại muốn em phải hy sinh hạnh phúc bản thân về lợi ích của công ty. Ba không có cảm thấy có lỗi với em sao? Có lỗi à? Nó được gả vào nhà họ Dương. Con biết gia thế nhà người ta thế nào không? Là tài phiệt đó. Nó làm dâu nhà đó cả mấy đời không phải lo cơm ăn áo mặc. Như vậy không phải là tốt lắm hay sao? Nhật Minh bỗng nhiên gắt nhẹ lên. Ba à, cơm ăn áo mặc nhà chúng ta có thể lo cho em ấy mà. Nhưng mà kết hôn là chuyện cả đời, là hạnh phúc cả đời của em. Ba không có quyền tự quyết định. Chu Quang Lẫm có chút ngạc nhiên bởi thái độ của anh. Ông ta quay sang nhìn, ánh mắt khẽ nheo lại. Thái độ của con hơi qua trường rồi đó. Con có vẻ rất để tâm cái chuyện của An Chi. Cũng giống như ba thôi, ba cũng lo cho An Chi, để tâm tới An Chi vậy. Nhật Minh lần đầu tiên thấy chột dạ, sau đó vội vàng trở lại cái dáng vẻ ban đầu. An Chi là em gái con, tất nhiên con sẽ không có để em ấy chịu thiệt thòi đâu. Còn bé mới chỉ về nhà được có một thời gian, tình cảm anh em của hai đứa tốt như vậy rồi sao? Thấy ông vẫn còn có ý thăm dò, Nhật Minh đanh mặt lại. Ba thắc mắc à? Ba bỏ rơi em ấy giống như cái cách ba ném con sang một nơi xứ người. Tất cả những gì con làm là vì đang thay ba gánh cái nghiệp mà cha đã làm vô tâm như vậy đó. Chu Quang Lẫm đối với sự việc năm con trai 14 tuổi bị ép đưa sang Anh vẫn còn là một nỗi ray rứt trong lòng. Ông ta không muốn nhắc lại nên sau đó quay mặt đi lảng tránh. Về An Chi, tất nhiên ba sẽ nói chuyện với con bé. Con không có cần lo lắng đâu. Nó đủ lớn để hiểu cái gì và nên làm hay không nên làm. Còn con bây giờ cũng nên dành thời gian tìm hiểu một chút đi. Tuổi này tính chuyện lập gia đình là được rồi đó. Nhật Minh cũng hướng mắt nhìn thẳng mà hời hợt trả lời. Con chưa có vội. Cao Nhất Long nãy giờ không dám thở mạnh, lại lén nhìn cha con họ qua cái gương chiếu hậu mà cảm thấy bầu không khí có phần ngộp thở. Thời điểm này, trong khoang xe của chiếc thể thao đắt đỏ, Chu An Chi ngồi ở bên ghế phụ, hướng ánh mắt nhìn ra bên ngoài qua lớp kính xe, tâm trạng có một chút bâng khuâng. Tuấn Vũ ở bên cạnh liếc nhìn qua dáng vẻ của cô mà lên tiếng. Xem ra ba của cô đang rất nỗ lực thúc tiến mối quan hệ của chúng ta. An Chi quay mặt sang nhìn. Việc này rất nhiều người thấy được, không có chỉ riêng anh. Tuấn Vũ nhếch nhẹ khóe miệng một cái. Tôi không nghĩ cô thuộc cái kiểu người chịu sự sắp đặt của người khác. Đó không phải là người khác, đó là ba tôi. Nói vậy là cô cũng đang có ý tiếp cận tôi. Anh thấy sao? Tuấn Vũ nhìn đối diện cô, An Chi lại bày ra cái vẻ mặt bình thản đến không một chút cảm xúc. Cậu ta tuy cho rằng cô thẳng thắn, nhưng thẳng thắn đến mức độ này thì thật sự khiến người khác cảm thấy sợ. Không hiểu sao Tuấn Vũ luôn cảm nhận được ở cô có một cái gì đó rất bí ẩn. Trong ánh mắt như xem nhẹ mọi thứ đó, cậu ta nhìn ra được ở trong đáy mắt có những đợt sóng lăn tăn rất nhỏ, như chỉ đợi đến một nhiệt độ nhất định để sôi trào lên. Tuấn Vũ thời điểm này nhận ra cậu ta càng nhìn cô lại càng như bị hút sâu vào nội tâm bị che khuất đó. Cậu ta vội quay mặt đi. Tôi lại là người cái kiểu không có thích bị sắp đặt, bị trói buộc đâu. Vậy nên nếu như cô theo ý của ba cô chọn tôi làm mục tiêu để bắt đầu thì e là sẽ rất tốn công mà chưa chắc đã có kết quả tốt đâu. An Chi quay mặt đi, hướng nhìn thẳng về con đường phía trước. Nếu anh đã không thích, sao phải lo tôi tốn công chứ? Cứ thẳng thừng mà từ chối để ba tôi hết hy vọng. Còn nếu lo tôi tốn công mà không có kết quả, vậy chẳng thà anh đưa ra kết quả luôn đi. Dương Tướng Chủ, anh như vậy cũng là đang muốn chơi trò mèo dần chuột với tôi hả? Dương Tuấn Vũ bị cô nói như vậy, thật sự khiến anh ta có cảm giác như làm cái chuyện xấu bị phát hiện. Mất vài giây sững lại, sau đó lại bật cười thành tiếng. An Chi thấy cậu ta cười như vậy mà nhíu mày nhìn qua. Anh cười cái gì? Tôi cười về sao cô nghĩ tôi phải chơi trò mèo dần chuột với cô chứ? Dốc dáng cô tôi cũng không có tệ, mặt mũi có thể xếp vào cái hàng có nhan sắc. Nhưng để nói khuynh nước khuynh thành thì chưa tới. Dáng vẻ này của cô thật ra muốn kiếm cũng không có khó, với thân phận của tôi lại càng không khó nữa. Tôi thích thì tôi chơi, thế nào mà không được chứ? Mắc gì phải tốn thời gian giỡn với cô? Anh đang nói ra cái câu trả lời rồi đó. Tuấn Vũ chợt sững lại mà trở nên khó hiểu. An Chi tiếp lời. Với thân phận của anh, có hàng trăm cô gái chịu xếp hàng chờ tới lượt. Chính vì vậy, anh đối với chuyện tình cảm, cho rằng những cô gái muốn ở bên anh chỉ là những gì anh có thôi. Từ hôm qua tới hôm nay, mỗi lần nói chuyện anh luôn cố thả cái miếng cho tôi, đại loại như tôi hỏi không thực dụng hay là nhắc đến ý đồ của ba tôi để quan sát thái độ. Tôi chắc là anh đã bất ngờ, bởi vì con người tôi còn thẳng thắn hơn anh tưởng đó. Anh chưa xác định, cũng không có từ chối, là anh đang muốn âm thầm quan sát xem đó có phải là con người thật của tôi hay không. Dương Tướng Chủ, anh cho rằng phụ nữ trên thế giới đều thực dụng, nên đã vậy thì chọn người thẳng thắn vẫn dễ sống hơn với người luôn phải giấu giếm bản chất của mình. Có điều anh lầm rồi. Tôi theo ý của ba mình để tiếp cận anh. Có thể xem là lý trí đang bị hấp dẫn bởi thân thế của anh đi. Nhưng mà có toàn tâm toàn ý mà chịu gả cho anh hay không thì còn phải hỏi đến trái tim của tôi nữa kìa. Lần này thì Tuấn Vũ nửa chữ không thể phản bác lại cô. Cậu ta không thể ngờ cô gái này đọc thấu được tâm tư của mình. Cái kiểu phụ nữ như vậy, để ở bên cạnh không khác gì một con dao hai lưỡi. Nhưng kỳ lạ, cậu ta càng tiếp xúc với cô, lại càng bị hấp dẫn không có rời ra được. Trên đời này, thật ra có những việc là ý trời chứ không phải là ý của mình. Đối mặt với nó, chỉ có thể thuận theo tự nhiên, trốn tránh không được, khước từ cũng không xong, đề phòng cũng không được. Không bằng cứ thử tiếp nhận xem sao. Bởi biết đâu sau này, người bên cạnh không phải là người trong lòng, còn người trong lòng thì chỉ có thể gặp trong mơ. Buổi tối ngày hôm sau, sau bữa cơm, Chu Quang Lẫm sai dì Lý đến gọi An Chi lên phòng. Từ ngày cô đặt chân đến nhà họ Chu, đây là lần đầu tiên An Chi được bước vào thư phòng riêng của Chu Quang Lẫm. An Chi đóng cửa lại, đưa ánh mắt nhìn xung quanh. Thư phòng của ông ta có rất nhiều kệ sách, bày biện một số đồ có thể xem là cổ vật, đều là những dụng cụ chế tạo hương của rất nhiều năm về trước. Lại đây đi con. Giọng nói của Chu Quang Lẫm vang lên khi nghe tiếng cửa. An Chi sau đó cũng nhìn về phía ông. Quang Lẫm ngồi ở bàn làm việc đang ghi chép cái gì đó. Cô tiến tới lên tiếng. Ba tìm con có chuyện gì sao? An Chi hỏi, nhưng ánh mắt vẫn quét một lượt những đồ vật ở trên bàn, rồi nhìn đến trang giấy mà ông ta đang viết. Thoáng qua là một công thức nước hoa, nhưng cô chưa kịp đọc thì Chu Quang Lẫm đóng quyển sổ lại. Ông ta cầm nó đứng lên, quay về phía cái tủ sắt ở phía sau lưng, dùng người che chắn để mở khóa cất vô, sau đó quay lại ngồi xuống ghế thu gọn đồ trên bàn mà nói. Sao rồi? Chuyến đi vừa rồi có mệt không? An Chi cười cười rồi lắc đầu. Không ba, nói là công việc nhưng con thấy mọi người vui chơi là chính. Trong thương trường, những bữa tiệc như vậy con phải làm quen nhiều đi. Đôi khi phải mượn lý do công việc để tổ chức, nhưng mà mục đích vẫn là nhằm thắt chặt các mối quan hệ. Con hiểu. An Chi, những năm trước ba thật sự cảm thấy có lỗi khi đã bỏ mặt con ở bên ngoài. Chắc con cũng chịu không ít khổ sở. Lần này đón con về là muốn bù đắp, là lo cho tương lai của con. An Chi nghe mấy lời này cũng đã sớm đoán được cái vế sau của ông ta là cái gì. Nhưng cô vẫn tỏ ra không biết mà hỏi. Ba có dự định gì cho con sao? An Chi à, gia đình nhà họ Vương là một điều kiện tốt tất cả về mọi mặt. Nếu như con được gả vào đó thì nửa đời sau nhàn hạ, ăn sung mặc sướng, không phải lo bất cứ chuyện gì. Ba, nhà họ là gia đình thế nào chứ? Đâu phải con muốn gả là gả được đâu. Bà thấy mối quan hệ của con và cậu Vũ khá tốt. Hai đứa hãy tìm hiểu xa hơn một chút đi. Bà muốn tìm hiểu xa cũng phải xem người ta có ưng mình hay không cái đã. Chu Quang Lẫm nghe mấy lời khéo léo để từ khước của cô lại hoàn toàn cho là thật. Trong khi đó An Chi đã sớm nhận định nước đi này buộc phải đi. An Chi à, chuyện này con cố một chút là được mà. Bà, sau này của con không cần phải ăn sung mặc sướng, không cần được nhàn hạ đâu. Con chỉ cần được ở bên người con thương và người đó cũng thương con là được. Chuyện của con và Vũ xem như có duyên gặp mặt, con và anh ta không có hợp nhau. Chu Quang Lẫm rồi đứng dậy đi lại phía cô. An Chi, chưa thử sao biết không hợp chứ. Điều kiện của cậu ta tốt như vậy. Ba hãy thẳng thắn đi. Rốt cuộc ba muốn con làm cái gì? Ông ta nghe như vậy sững lại nhìn cô, sau đó cũng không vòng vo. An Chi, ba có công trình nghiên cứu đã gần nửa đời rồi. Muốn hoàn thiện và phát triển nó thì cần sự giúp đỡ từ nhà họ Vương. Vậy là ba muốn dùng hạnh phúc của con để đánh đổi sự nghiệp. An Chi, đây không phải sự nghiệp của riêng ba. Tất cả là vì Thiên Mỹ Hương và vì các con. Sau này mọi thứ đều là các con được hưởng mà. Cô nhìn ông ta bày ra cái dáng vẻ ấm ức đỏ mắt. Con có quyền từ chối không? Chu Quang Lẫm nghe vậy nhìn cô một hồi, sau đó thẳng thừng đáp. Không, con là người nhà họ Chu, con phải có trách nhiệm về lợi ích của nhà họ Chu. An Chi, hơn nữa như vậy cũng là tốt cho con. Gia đình họ Dương đâu có thiếu thứ gì, chỉ cần con giúp ba một chuyện này, sau này con có bất cứ yêu cầu gì ba đều cho con. An Chi lặng người một lúc sau rồi mới nói. Con muốn biết công trình nghiên cứu của ba là cái gì? Chu Quang Lẫm nghe hỏi mà khựng lại, ông ta có vẻ rất chần chừ. An Chi liền lên tiếng. Không phải ba nói bất cứ yêu cầu gì ba cũng đều đồng ý sao? Ngay cả nó ba cũng không cho con biết, vậy kêu con sao dám dùng cái hạnh phúc cả đời để đổi nó chứ? Ông ta suy ngẫm một hồi rồi cũng thở dài. Nói cho con cũng không sao, vì ba định khi nào đi vào công đoạn thử nghiệm thì mới công bố. Nghiên cứu của ba có tên là Nước Mắt Bỉ Ngạn, một mùi hương dành cho người chết. Nó có thể lưu giữ thi thể nguyên vẹn trong vòng 5 năm cùng với mùi hương. Trong 5 năm đó, mùi hương sẽ dần ngấm vào bên trong, cho đến khi nào ăn sâu vào xương cốt thì thi thể người sẽ tan theo dạng nước rồi bốc hơi. Xương cốt còn lại trắng như sứ, thơm như hoa. An Chi nghe cái điều đó cũng cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Cô ở bên Pháp tuy có học điều chế nước hoa, nhưng quả thật chưa bao giờ cô nghe đến ý tưởng táo bạo như vậy. Không trách sao, dì Cẩm nói cho ba cô đã nghiên cứu nó rất nhiều năm rồi, vậy mà đến cuối cùng lại rơi vào tay của Chu Quang Lẫm. An Chi à, công thức này vẫn còn một vài chỗ chưa có thể hoàn thiện. Nếu như có sự giúp đỡ từ nhà họ Dương, ba có thể cùng nghiên cứu với một vài chuyên gia người Mỹ về việc những vấn đề liên quan đến bảo vệ thi thể người chết. Như vậy thì chắc chắn nước mắt bỉ ngạn sẽ thành công và nổi tiếng khắp thế giới. An Chi nhìn ánh mắt sắc rạng rực của ông ta, trong lòng lại càng căm phẫn. Cô nhất định sẽ không để nghiên cứu nhà họ Lương trở thành của ông ta. Con đồng ý giúp ba chuyện này, nhưng chỉ với một điều kiện duy nhất. Được, con điều kiện gì con cứ nói đi. Con muốn tham gia nghiên cứu nước mắt bỉ ngạn, và tất nhiên tên con cũng phải được có trong một người đồng sáng tạo. Chu Quang Lẫm sững lại nhìn cô. Thật ra trong lòng ông ta sớm không xem đứa con rơi bên ngoài này là con, mà chỉ xem như là một quân cờ đợi đến thời điểm liền dùng tới. Vậy nên ông ta không có hề muốn để cô được hưởng bất cứ gia sản nào của nhà họ Chu, chứ đừng nói gì đến chuyện cô tham gia vào việc nghiên cứu nước mắt bỉ ngạn. Chỉ là bây giờ mối quan hệ của cô và con trai Dương Chí Công đang có tiến triển thuận lợi. Ông ta là đang sốt ruột cho việc hoàn thiện nước mắt bỉ ngạn. Chu Quang Lẫm tính toán, trước mắt tạm thời đồng ý cái đã. Được, ba đồng ý. Nếu vậy thì 2 hôm nữa ba sẽ sắp xếp một buổi gặp mặt hai bên gia đình. Con hãy nói với cậu Vũ trước đi. Ba, như vậy thì vội quá. Dù sao thì con với anh ta chỉ mới gặp nhau thôi. Không vội, đây cũng chỉ là bữa cơm để hai gia đình gặp nhau, chứ chưa có chủ trương gì cả. An Chi, không phải con nói giúp ba sao? Điều kiện của con thì ba cũng đồng ý rồi. An Chi nghe vậy thì suy tính. Mấu chốt quan trọng nằm ở cuốn sổ công thức của ba cô. Nếu bây giờ đòi ông ta đưa ra, e rằng Chu Quang Lẫm sẽ nghi ngờ. Trước mắt, cô phải khiến ông ta nghĩ rằng cô giúp ông ta chỉ vì cơ ngơi và danh tiếng sau này. Được, con sẽ thử nói chuyện với Vũ. Tốt lắm. Ba, nếu không còn gì nữa thì con về phòng nghe. Đi. Về nghỉ ngơi sớm. Mà mấy ngày nay con không cần đến công ty cũng được. Cứ ở nhà chuẩn bị cho tốt đi. Không thì hẹn cậu Vũ ra ngoài đi chơi. Vợ chồng nhà ông ấy cũng không phải khó tính đâu. An Chi cười gượng gật đầu rồi quay người rời đi. Nhưng sực nhớ ra điều gì đó lại quay lại. Ba à, hồi nãy con thấy trên bàn có tấm hình của ba và anh với Ái Phương. Con có thể mượn vài hôm được không? Chỉ là từ trước tới bây giờ chưa có hình kia gia đình. Con mượn rồi sẽ nhờ chuyên gia chỉnh sửa ghép thêm hình của con vô. Chu Quang Lẫm nghe vậy liền nói. Con muốn ảnh gia đình thì hôm nào con và cậu Vũ có thể kết hôn, chụp hình cưới thì sẽ chụp luôn. Ba, bây giờ con chuyển sang phòng năng lượng sáng tạo rồi. Hơn nữa mọi người đều biết con là con gái của chủ tịch. Con không cần phải giấu nữa. Chỉ muốn để một tấm hình nhỏ của gia đình ở trên bàn làm việc thôi. Ông ta nghe vậy cũng không muốn tốn thời gian nên gật đầu. Được rồi, con lấy đi. An Chi sau đó cũng cầm lấy cái khung hình để trên bàn của ông ta, sau rồi chào một tiếng quay người trở ra ngoài. Khi cô vừa ra khỏi phòng của ông ta, liền bắt gặp Nhật Minh cũng đi tới. Anh thấy cô bước ra từ thư phòng của cha mình, trong lòng cũng sớm đoán được hai người đã nói chuyện gì. Em mới nói chuyện với ba sao? An Chi gật đầu, cô cũng không biết hỏi lại anh gì. Nhật Minh lại lên tiếng. An Chi à, lợi ích của nhà họ Chu em không cần phải xem đó là trách nhiệm của mình đâu. Mọi việc anh đều có thể lo được. Ý tứ trong câu nói của anh không có làm cô ngạc nhiên. Việc Nhật Minh biết mục đích của ba mình đâu có gì lạ. Không hẳn là vì lợi ích của nhà họ Chu đâu. Em còn vì em nữa. Nói vậy là em đồng ý với ba rồi hả? An Chi, em thật sự thích cái tên tóc vàng đó hả? Thật ra tiếp xúc với Tuấn Vũ, em thấy anh ta cũng không có tệ. Nói thích có lẽ hơi dội, nhưng cũng đáng để tìm hiểu. Sao vậy? Anh không thích Vũ hả? Nhật Minh nhìn thẳng cô, trong tâm tư đang gằn lên. Anh không thích, anh không hề thích một chút nào. Nhưng vẻ mặt lại không hề để lộ ra, ngoài cái ánh mắt như mơn trớn từng tấc gương mặt của cô mà đáp lại. Không, anh chỉ là lo nghĩ em phải chịu ủy khúc thôi, nhưng em thích thì tốt rồi. An Chi mỉm cười. Ba nói 2 hôm nữa sẽ mời gia đình bên đó dùng cơm. Em nói mấy ngày nay ở nhà chuẩn bị cho tốt. Có lẽ 2 ngày này em sẽ không có đến công ty. Nhật Minh, hôm đó anh nhớ tới sớm nghe. Anh nghe vậy, ngũ quan trên gương mặt co rút theo cả trái tim. Nhưng khóe miệng vẫn khẽ cong lên, ánh mắt vẫn cưng chiều cô mà ừ lên một tiếng, rất nhỏ nhưng lại khiến tâm tê phế liệt. Vậy em về phòng trước đây. Cô lướt qua anh, khoảnh khắc đó nụ cười trên gương mặt của cả hai cũng cứng ngắc thu về, ánh mắt rũ xuống, trong đáy sâu của đồng tử dường như tích tụ hơi nước mà trở nên long lanh. Có lẽ đến lúc cả hai phải đem bản thân ra trả về với chính mình của ngày trước. Để hoa đến mùa hoa nở, để cây sống đến cổ thụ, nhìn thấy hoa nở, nhìn thấy cây già là tốt rồi, sao phải bận lòng hoa thuộc về ai, cây bên người nào. An Chi trở về phòng của mình, trên tay vẫn cầm cái khung ảnh lấy từ thư phòng của Chu Quang Lẫm mà nhìn nó soi xét rất kỹ. Cô lấy điện thoại bấm một con số quen thuộc rồi áp lên tai. Dì Cẩm, con đã ra điều kiện với ông ta rồi. Thế nào, ông ta chịu không? Ông ta đồng ý để con tham gia vào việc nghiên cứu nước mắt bỉ ngạn, cũng như là có tên trong phần người đồng sáng tạo. Chu Quang Lẫm là tên cáo già. Có thể hắn trước mắt đồng ý để đạt được mục đích, nhưng sau nhất định sẽ giở trò đó. Dì yên tâm đi, con có cách sẽ khiến ông ta không có thể thối tác. Vậy thì tốt. Dì Cẩm, dì còn giữ lại những tấm hình chụp hiện trường năm đó không? Con muốn nói đến thảm án nhà chúng ta sao? Phải, con có một phát hiện nhỏ. Dì vẫn đang còn giữ. An Chi, 2 hôm nữa là ngày giỗ ba mẹ con. Chúng ta hẹn nhau ở chùa Tâm Phúc, đốt cho họ một chút đồ, nhân tiện dì đưa hình cho con. An Chi gật đầu. Được, hẹn nhau vào buổi sáng ở chùa Tâm Phúc nghe. An Chi tắt máy, cô hướng ánh mắt nhìn ra phía ngoài qua khung cửa sổ, đôi đồng tử dần đỏ ngầu lên. Vậy mà 15 năm rồi, ba mẹ mọi người ở trên đó có phải đã chờ rất lâu rồi không? Con gái kém cỏi khiến ba mẹ thất vọng rồi. Lần này con sẽ khiến họ phải chịu tội trước vong linh gia tộc họ Lương. Bầu trời hôm nay trong xanh, nhưng có vẻ như trong xanh cũng vô dụng, giống như họ có tình ý với nhau, nhưng có tình ý cũng vô phận. Chu Nhật Minh ngồi trong chiếc xe mà Cao Nhất Long cầm lái, đôi mắt nhắm nghiền lại, hơi thở nhẹ đến mức khiến Nhất Long còn không cảm nhận được sự tồn tại của anh. Cậu ta phải lên tiếng. Giám đốc à? Khoang xe vẫn tĩnh lặng. Cao Nhất Long liếc nhìn qua cái gương chiếu hậu. Anh vẫn ngồi ở ghế sau dựa lưng vào, hàng mi vẫn khép lại không động đậy. Giám đốc, anh ổn chứ? Gọi lần thứ hai, Nhật Minh vẫn không lên tiếng. Lần này Cao Nhất Long có chút lo lắng nên tấp xe vào bên đường rồi dừng lại. Cậu ta quay mặt về ghế sau. Giám đốc! Vẫn không thấy anh có động thái gì. Cao Nhất Long vội vàng xuống xe, đi lại phía sau mở cửa rồi cúi người lay nhẹ anh. Giám đốc! Cao Nhất Long, hôm nay cậu ra đường vào giờ khai khẩu à? Sao nói nhiều quá vậy? Chu Nhật Minh mở mắt quát cậu ta. Cao Nhất Long cũng giật thót mình. Giám đốc, tôi gọi anh mấy lần nhưng không thấy anh trả lời, lo sợ có khi nào đêm đó làm anh cảm lạnh hay không. Muốn chết hả? Nhất Long lập tức trở ra ngoài, rồi lại tới cái ghế lái ngồi vô, sau đó lên tiếng. Giám đốc ạ, tôi đã xem lại camera qua khách sạn. Trước khi anh trở về phòng thì Gia Linh có đứng nói chuyện gì đó với một người nhân viên rồi dúi vào tay hắn chút tiền. Tôi đoán đêm đó là cô ta đã gài bẫy anh. Tôi đã cho người đi tìm cái tên nhân viên đó, nhưng có lẽ hắn đã đánh hơi được cho nên bỏ trốn. Có điều, dù thế nào đêm đó anh và cô ta ở trong một phòng là có thật. Mấy ngày qua tôi phải đi chặn miệng hết mấy cái bên truyền thông mà cô ta liên hệ, nhưng cách này không có thể bền được. Nếu như anh còn không gặp cô ta để giải quyết triệt để, e là cô ta sẽ tự mình tung tin đó. Nhật Minh dường như cũng không có để tâm đến, đáy mắt như hố đen sâu thẳm hướng nhìn ra phía trước. Hẹn cô ta đi. Nhất Long gật đầu, sau đó cũng lái xe đi. Buổi chiều, Nhật Minh trở về nhà, bắt gặp một chiếc xe thể thao đắt đỏ đậu trước cổng. Không khó để anh nhận ra chủ nhân của nó là ai. Nhật Minh nhíu mày. Anh mở cửa bước xuống, tiến lại phía đó thì thấy An Chi từ trong đi ra. Họ giao nhau một cái nhìn. Nhật Minh nhìn cô mà lên tiếng. Em ra ngoài sao? Với cậu ta hả? Cô cười gượng gật đầu. Khi đó Dương Tuấn Vũ cũng đã bước xuống xe mà tiến tới. Người đẹp, mau đi thôi. Cậu ta mở cửa xe cho cô. An Chi gật đầu chào anh rồi đi lại ngồi vào trong. Tuấn Vũ đóng cửa, giữ phép lịch sự gật đầu với anh thay lời chào rồi cũng quay đi. Nhật Minh lên tiếng. Không cần biết hai người muốn đi đâu, nhưng phải đưa em ấy về trước 9 giờ. Tuấn Vũ nghe vậy bỗng dừng bước. Cậu ta sau đó quay mặt nhìn anh. Anh trai à, anh quản hơi kỹ rồi đó. An Chi là em gái anh chứ không phải là cái món đồ để cất giữ đâu. Nhật Minh bước đến gần cậu ta, nét mặt như quỷ dương gằn lên từng tiếng. Trước khi hai người có một mối quan hệ chính thức thì tôi vẫn sẽ là người quản lý em ấy. Tuấn Vũ đối với cái vẻ uy hiếp này lại không hề sợ hãi, cậu ta cười nhích. Vậy thì anh hãy cố gắng tận hưởng thời gian ít ỏi đó đi, bởi vì anh sắp quản không có nổi rồi. Họ đấu với nhau bằng hai con mắt như muốn khoét thủng cả gương mặt đối phương. An Chi ngồi trong xe lúc này mới hạ cửa kính xuống nhìn ra. Sao vậy? Tuấn Vũ cười, ánh mắt nhìn anh nhưng lại trả lời cô. Không sao, tại có người thích ra vẻ nên phải chiều anh ta một chút thôi. Chị nói vậy, Tuấn Vũ quay người đi đến bên ghế lái ngồi vô. Chiếc thể thao bản giới hạn cũng lao dút đi. Chu Nhật Minh đứng đó trong lòng bức bối khủng khiếp luôn. Anh không có đi vào nhà mà quay trở lại xe của mình, lấy điện thoại ra bấm gọi. Nói với Trần Gia Linh, tôi muốn gặp cô ta ngay bây giờ. Sau câu đó, anh tắt máy rồi nhấn ga lái rời đi. Ở trong khoang xe của chiếc thể thao sang xịn đó, An Chi lên tiếng hỏi Tuấn Vũ. Hai người vừa nói chuyện gì vậy? Anh trai của cô sợ tôi đem cô chế biến thành món ăn nên dặn dò phải đưa cô về trước 9 giờ. An Chi à, từ trước tới bây giờ anh ta luôn quản cô như vậy sao? Cô nghe thì tầm mắt vẫn hướng thẳng về trước. Trước đó tôi đâu có anh trai. Tuấn Vũ khó hiểu nhìn sang cô. An Chi sau đó lại nói tiếp. Anh chưa được nghe lý lịch của tôi sao? Cũng phải thôi. Ông ấy không có thể nói với người có khả năng giúp đỡ mình về đứa con gái bị bỏ rơi này. Vốn dĩ ngay từ đầu, ông ta không có nhận tôi là con. Khi tôi sinh ra chỉ có mình mẹ. Vài năm sau đó mẹ tôi mất. Tôi được đưa vào một trại trẻ mồ côi. Cho đến một ngày trại trẻ bị cháy lớn. Tôi may mắn thoát được khi tất cả đều bị thiêu đến đen trụi. Ông ta là người thân duy nhất lúc đó. Nhưng sau khi ông ta biết chuyện, liền sai người đưa tôi sang Pháp. Năm đó tôi 9 tuổi và một mình sống trên mảnh đất mà họ nói gì tôi còn không có hiểu. Ông ta giấu giếm về sự tồn tại của tôi chỉ cho đến cách đây vài tháng. Bỗng nhiên đón tôi về rồi thông báo với mọi người về đứa con gái này. Lúc đó tôi mới có một người anh trai, một cô em gái. Tuấn Vũ kinh ngạc nghe câu chuyện của cô. Điều khiến cho cậu ngạc nhiên không hẳn là vì quá khứ đơn độc của cô mà cái cách cô kể lại bình thản đến mức đáng sợ. Không cảm xúc, không biểu cảm, nó lấp đầy hoàn toàn những tiêu cực. Tuấn Vũ chỉ thấy như vậy cũng cảm nhận được cô đã trải qua nhiều tổn thương như thế nào. An Chi, nếu như cô đã không hài lòng với họ, hà tất gì phải vì họ mà chịu thiệt. An Chi quay sang nhìn cậu ta, ánh mắt có phần đỏ que mang theo một chút yếu đuối mà nói. Tôi không có muốn bản thân phải chịu thiệt nữa, vậy nên Tuấn Vũ, anh có đồng ý giúp tôi một chuyện không? Vũ nhìn cô, cái dáng vẻ chơ vơ một mình, cố tìm lấy một chỗ dựa để có thể đi tiếp, thật sự khiến người khác cảm thấy thương xót. Dương Tuấn Vũ hiểu ở thời điểm hiện tại cô tiếp cận cậu ta vì có mục đích, ý tứ lợi dụng được cô thể hiện rõ trên gương mặt. Nhưng tuyệt nhiên cậu ta lại không có nổi giận, không coi thường, hơn nữa còn bằng lòng để cô lợi dụng. Tuấn Vũ cho rằng cô gái này thực sự rất biết cách thao túng lòng người. Quý vị và các bạn vừa nghe xong tập 6 của bộ truyện Trái tim phản nghịch, tác giả Nguyễn Nhật Thương. Lam Phương chân thành cảm ơn quý vị rất nhiều và hẹn gặp lại quý vị trong tập 7.